Mấy xinh quá các chị ơi, ngay bây giờ mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm sớm liền giùm em cái mẫu đầm này nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1542. Chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Cổ sơ mi cho mình đẹp, tay lưới ôm eo dáng đồng phong xòe cho mình xinh quá nha. Váy nào em về một đợt á, nhưng mà riêng cái mẫu đầm này em về cho mình đây là đợt thứ hai rồi đó các chị ạ. À, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1542 nhưng mà em phải có vải mới về cho mình. Phần thân váy là chiếc tuyết mưa cho cả nhà mình ha, còn tay này trai ren lưới và có phối cho cả nhà mình kim tuyến rất là lấp lánh luôn. Xinh ha các chị. Vải dày dặn nè, mềm mại có co giãn nhẹ nhàng hai chiều luôn. Đây là đầm siêu phẩm bên shop luôn mà không đụng hàng với bất kỳ shop nào cả. Bữa trước á, chị khách nào đặt hàng á mà mình không có, đặt hàng không có mẫu này á, thì ngay bây giờ mình chốt liền cho em về được cho mình 4 size đầy đủ từ 40kg cho tới 65-66kg và em tối nay tập 85-86 độ về mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Số lượng thì cũng tương đối đó các chị ạ, nhưng mà hả em nói thiệt với cả nhà mình ha, đầm này em về biết bao nhiêu mới đủ, về biết bao nhiêu mới đủ cả nhà, tại vì rất là nhiều chị khách đặt hàng từ đợt trước cho tới bây giờ em còn chưa chốt kịp luôn á. Chị Phan Khởi ok có đơn hàng luôn, là chị Ngọc trên ok chốt luôn, chờ mẫu này lâu rồi nè em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Xin hai cái chị chờ mẫu này mặc lên là vừa trắng da nè, vừa gọn dáng và vừa hách tuổi nữa. Nhìn mình phải gầy ít nhất phải tầm 2-5kg mà mình nhìn mình trẻ đi tầm khoảng 4 tuổi luôn á các chị ạ. À, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1542, đặt hàng bình luận theo cho em theo cú pháp quen thuộc 1542 kèm số điện thoại, và em đang có một cái chương trình giảm giá nha. Giá em vẫn giữ giá y nguyên như cũ luôn, từ 550.000 đồng giảm xuống chỉ còn có 349.000 đồng trên livestream thôi. Và để được áp dụng giá 349.000 đồng thì mình đặt hàng online chia sẻ livestream cho shop 3 lượt. Chị khách nào muốn mua liền liền á thì mình lại tận shop em mua giùm em giá tiền là 550.000 đồng ha. Dạ 64kg mà hãy XL đi chị ạ. À, đầm này từ 40kg cho tới 66-68kg mà cũng được. Em tối nay em tầm 86-88 độ về cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Đổi đầm đẹp như thế này không nhanh tay đặt hàng hết rất là ử luôn nha. Chị khách nào đợt vừa rồi á mà mình đặt hàng không có mẫu đầm này, nói chung là cũng cách nhau cũng vài tháng rồi đúng không các chị ạ. À, trời ơi may mắn là đợt này em săn đồ cho cả nhà mình, cái em vải này là em may liền cho cả nhà mình cái form này luôn. Nguyên một hàng cúc cách điệu từ cổ áo chạy dài xuống dưới phần chân váy luôn nha. Và form thì y chang cũng là một khuôn một rập may ra hết. Tại vì đầm mới shop em tự may, tự thiết kế, tự sản xuất mà cái chị cái nào là cũng như cái đó thôi. Đợt 1 cũng vậy mà đợt 2 cũng vậy. Nhưng mà cả nhà mình đồng hành mới shop em 5-7 năm nay rồi, cả nhà mình thấy có bao giờ mà em về lại mẫu không? Trừ mẫu này nha, 5 năm trời trừ mẫu này ra em về lại mẫu thôi. Còn mấy mẫu khác là hoàn toàn không có về lại mẫu đâu. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1542. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nè. Chỉ cần mình luận phía dưới cho em mã số 1542 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình nè, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh thì sao các chị ạ? Có đơn đặt nhanh, có đơn đặt hàng chậm sẽ hết hàng. 64kg mặc 2XL để chị ạ, 52kg mặc xem mờ vẫn vừa chị nha. Đầm mới shop đẹp lắm, mọi người mua đi, mình mua nhiều lần rồi, em cảm ơn chị mình rất là nhiều luôn ạ. À, nhất là nhiều chị khách nào lần đầu tiên biết đến với shop em đó, mình chốt ngày dẫn mẫu đầm này. Và đầm mới shop em là chuyên về thời trang trung niên nha, tầm 35-38 trên mình mặc hợp và sang đó. Nhưng mà riêng cái mẫu váy này chị khách nào 20 mấy nè hay là 30 tuổi đó thì mình cũng có thể diện lên, nhìn hơi trưởng thành một chút xíu nhưng mà diện vẫn rất là đẹp, rất là sang nha. Đi chơi đi tiệc được, đi làm công sở và học văn phòng cũng được luôn nữa. Mẫu đầm này mặc lên nịnh dáng dễ mang luôn các chị. Em 55kg mà nhìn em có giống 55kg hơn, nhìn như 4 mấy kg được nữa không ạ. Màu đen mặc lên nhìn nó gọn dáng nè, trời ơi, với lại cái trắng da nữa, form này xinh quá trời quá đất luôn. Chỉ có giá bao nhiêu ạ? 349.000 đồng. Rồi cái gì mình kiểm tra kỹ lại giùm em lần nữa nha. Mã của em đó là 1542. Em thấy có rất là nhiều chị khách lên đơn nhiều khủng khiếp luôn. Nhưng mà không có mã số cho em, mình đặt hàng nhanh mà mình không có mã số em còn không chốt đơn được nữa. Mã số sản phẩm cho em 1542 và số điện thoại ha. Thân váy thì là chiếc tuyết mưa cho mình, tay ren lưới không sợ châm chích khó chịu hết trơn nha, hoàn toàn là mềm em á, dễ chịu và có phối cho mình kim tuyến. Thì kim tuyến này sẽ có hai loại, kim tuyến ngôi sao và kim tuyến mặt trăng, em sẽ gửi ngẫu nhiên về cho mình. Dạ 57kg có đơn luôn chị, 1542 cho chị hai chiếc đi em, mua trừ hao hơi cẩu hơn chị mình nhiều ạ. À, đợi sau về màu nữa nha em, ok chị luôn, nếu như có thì em sẽ về cho mình chứ không có hứa trước tiệc được nè chị. Ra mẫu đang mặc trên người mã 1542, nhanh tay lên đơn sớm cho em nha. Chỉ có bao nhiêu ạ? À, chỉ có giá tiền là 349.000 đồng trong bài live stream thôi, cố gắng mình đặt hàng lẹ lẹ giùm em nha. Sơ mi 199.000 đồng cả nhà ơi, trời ơi quá xuất sắc luôn ha, nhanh tay đặt hàng sớm sớm này giùm em để mình đem tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Chỉ cần bình luận phía dưới 1526 và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng chờ sai cả nhà mình luôn nha.
Nằm sau mi chân mới xếp ly, lâu lâu mới về hàng cho cả nhà được bộ mẫu đây ạ. À, trời ơi, hôm nay em chốt cho cả nhà mình luôn giá yêu thương luôn nha. Giá này em vừa bán vừa tặng cho mình, giá tặng cho những chị khách quen và cũng coi như giá làm quen với những chị khách mới luôn. Chỉ có 199.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1526, là mấy cái sợi bộ sơ mi nha. Tay ngắn, dáng đầm phong xòe. Ở đây em cao 1m65 nha các chị, thì đầm này em mặc sẽ dài ngang nửa ốc chân em như thế này. Mình thích mặc ngắn dài cứ để dài dài nha, không thích mặc ngắn dài thì mình lên like. Chân mới xếp ly sẽ tròn từ trước ra tới phía sau cho mình như thế này luôn, xinh hay các chị. Và cái họa tiết em đứng càng gần cả nhà mình thấy càng mê ạ. À, này mã là màu xanh đen nè, họa tiết thổ cẩm này các chị, trụ nó nét từng đường luôn nha. Mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái, không bong tróc, không bị gì hết trơn luôn, tại vì tất cả là đều bằng vải cát thái hết. Và cái tông màu của hoa em nó là màu trắng nè, màu hồng nè, màu đỏ đô nè, màu tím này các chị, chạy viền cho mình luôn ha, có viền đậm như thế này luôn, trụ đẹp lắm cả nhà ơi, từng cái hoa nó đều đẹp cho mình. Chị có giá bao nhiêu? 199.000 đồng tin nổi không? Một cái đầm sơ mi mà giá của em nó còn rẻ hơn cả một cái áo sơ mi bình thường nữa. Trời ơi, quá xuất sắc. Phải nói là ngàn năm có một đợt sale như thế này, cả nhà đặt hàng tranh thủ nha. Chỉ cần bình luận phía dưới cho em mã 1526 và số điện thoại cho em là được luôn. Chị khách nào đặt hàng nhanh tay em đảm bảo là có đơn hàng cho mình đó, nhưng mà chị khách nào mà mình đặt hàng chậm hay sao là hết hàng đó nha. Cố gắng mà đặt hàng phải thiệt là nhanh nè và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1526 nha, đặt hàng nhớ mã giùm em. Chị Mỹ Hạnh 1526 ok có đơn, chị Ngọc Trinh 1526 ok chốt luôn hả. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1526 nha, ta lên đơn sớm. Dạ 64kg mặc 2XL đi chị, vải cát thái nha, vải này đẹp lắm. Chỉ cần may một lớp thôi là vừa mặc rồi, không có sợ thấy, không có sợ lộ gì hết trơn á. Chân váy sẽ siêu rộng, bầu bì bông chân thoải mái được luôn này chị, xin chưa. Rồi giá của em đó ngày hôm nay là bao nhiêu ạ? À? Chỉ còn cái giá tiền là 199.000 đồng thôi. Giá này là giá xe trên like đó chị, chứ nếu như mà mình muốn mua tại cửa hàng của em á, giá tại cửa hàng là 399.000 đồng. 399.000 đồng tại cửa hàng nhiều chị khách còn hay rẻ đẹp nữa mà, huống gì mà hả, à, em đang sale còn 199 đúng không ạ. Chị Nguyễn Hằng ok có đơn, chị Cẩm Thu ok chốt luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1526. Ngay bây giờ mình đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em, chỉ cần bình luận phía dưới cho em thôi. Mã số sản phẩm là 1526 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được luôn nha. Xin giả mai đúng không ạ. Em 83 mình mặc cho em size 2XL là vừa nha chị, tùy theo chiều cao vòng em tư vấn thêm. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1526, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Dạ 48kg mặc size M, 60kg đo vòng eo đi chị ơi. Nếu như mà mình đang nghe kiểu tay đi qua nè, đây đó, đo cái kiểu tay đi qua đo ở trên rốn chỗ nào nhỏ nhất đo vào là chính xác nhất cho em nha. Rồi nếu như em dưới 80 thì mình mặc cho em size XL, em trên 80 thì mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha. Đầm này không đặt hàng em nói thiệt với cả nhà mình, ngày mai ngày mốt mình quay lại đây sao hết hàng, mình uổng đó cả nhà ơi, có 199.000 đồng rẻ lắm. Đây em đứng gần cho mình coi nè, đứng xa là mình chưa thấy rõ họa tiết đâu, phải nhìn bên ngoài hay là em đứng gần là mình mới thấy rõ. Đường may mũi chỉ là đẹp nha, đường may rất đẹp luôn. Trời ơi từng cái họa tiết nè, chị mình nhìn giùm em, có hoa to to nè ha, cho tới cái hoa nhỏ nhỏ nè, chị mình thấy đẹp chưa, mê liền ghiền liền luôn. Nền bản là màu xanh đen chứ không phải màu đen đâu nha, nhìn cái đầm rất là sáng, rất là đẹp luôn. Chị có giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng thôi đó. Chị Mai Thương ok có đơn hàng, chị Hiền Dương ok chốt luôn. 1526 đặt hàng phải tranh thủ lẹ lẹ tay cả nhà, tại vì đầm đẹp giá rẻ đâu phải lúc nào cũng có đâu, xe dậy hoài là lỗ vốn chết luôn á. Rồi ngay bây giờ mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm 1526 và có luôn cho em cái số điện thoại là được. 64kg mình mặc 2XL cho em là vừa luôn chị. 65kg có size, đang có đầy đủ size, cả nhà tranh thủ dùng em. Em còn 10 giây cuối cùng, chia sẻ like cho em chưa ạ? À? Chị khách nào chưa chia sẻ hoặc là không biết cách chia sẻ, mình tìm nguyên trợ giúp luôn, giúp liền cả nhà ơi. Hỏi người thân bạn bè nè, xong sau đó mình bình luận phía dưới cho em mã 1526 và có luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn luôn nha. 1556 chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, em sale rẻ cho mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1556, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn ạ. À, rồi tranh thủ nha các chị ơi. Chị vòng tay ấm có đơn hàng, chị Kim Ngân ok chốt đơn luôn 1556. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, mã số sản phẩm với số điện thoại là được. Thì ngày hôm nay em sẽ sale rẻ cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 329.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh
nay em đảm bảo có đơn hàng cho mình nè. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chồng nó hết hàng uổng nha, các chị phải phone hàng nha. Bạn heo nhỏ đi ngang qua, chân váy xếp ly, dáng đồng phong xòe như thế này nè, cao mấy 65, đầm này mặt dài ngang nửa ốp chân ha, thích dài để dài, không thích mặt dài lên like nha các chị. Đầm xinh giả mang luôn, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1556. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả với mình luôn ha. Mã số với điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nè. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài đâu ạ. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1556. Đầm đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1556 nha. Nhanh tay có đơn, chậm tay quá nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1556 nha. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Rồi nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Mã số với điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Mã số với điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài ạ. Giá chị có là 329.000 đồng. Chị Hoài Thương có đơn hàng, chị Như Thảo ok chốt đơn luôn ạ. Váy von hàng nha các chị, váy đẹp nè, mềm rũ nè, mặc lên phải nói là siêu mát luôn. Cao mấy 65, nằm để mặc dài ngang nửa bắp chân ha, thích mặc dáng dài mình cứ để dài dài như vậy mình mặc nè. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài nè. Rồi còn chị khách nào mà mình chán mặc dáng dài thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề chờ sợ bị mất form đầm luôn ha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1556. Đầm đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1556 xin nha các chị. Chị Thanh Hoa có đơn hàng, chị Hương My ok chút đơn hàng 1556 luôn nha, xin giả mang luôn. Các chị mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chị Tiên Tiên ok có đơn hàng, chị Ngọc Huệ nè, chị Chi Hằng ok chút đơn luôn 1556. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ. Chị Dương Dương xanh L ok có đơn hàng luôn ạ. 4 size đầy đủ chị yêu nha. M là XL lại cả 2XL luôn. 40 kg cho tới tầm 65-66 kg. Eo tối đa eo tầm 85-86. Đổ về cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được ha. Chị Thúy Hiền ok có đơn hàng, chị Thảo Vi ok chốt 1556 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Mã số với số điện thoại. Chị Việt Trinh 1556 có đơn luôn ạ. Xin hai các chị em 74 mình mặc cho em size L là vừa nha. Tùy theo chiều cao vòng eo em tư vấn thêm cho mình. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1556 nha. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1556, nhanh tay lên đơn sớm để giùm em luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay nha. Chị khách nào đặt hàng nhanh á em đảm bảo có đơn hàng cho mình nè. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm á là nó sẽ hết hàng nha. Nhanh tay lên đơn sớm để giùm em, giá chỉ có là 329.000 đồng thôi ạ. À. Em xe váy công sở cho chị mình nha, đồng ý cái xà cổ vest chân váy xếp ly xè xè cho cả nhà mình đây xin không ạ. Có khóa kế phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1515 và hiện tại shop có cho cả nhà mình được đầy đủ 4 size luôn. Từ 40 kg cho tới là tầm 65-66 kg, em tối đa em tầm 85-86 độ về mặt đẹp thoải mái nha. Trước người vải cô tông lạnh và vải cao cấp cho mình xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau cho mình như thế này luôn xin nha các chị. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1515. Chị nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số 1515 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Nhanh tay lên cả nhà ơi. Chị Bình Yên ok chốt 1515 luôn ạ. À. Nhanh tay đặt hàng sớm sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn ha. Mê ha các chị. Chân váy xòe tự nhiên cho mình nè, có khóa kéo làm bằng sau lưng. Chị Huỳnh Anh có đơn hàng, chị Ngọc Dung ok chốt 1515 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, mã số 1515 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chị Quỳnh Nguyễn ok có đơn hàng,
hàng chị Thu Long ok trước 1 năm luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này đỡ ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chưa hàng. Chị Bùi Thị Linh có đơn, chị Mỹ Ngân ok trước 1 năm luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này đỡ ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chưa hàng. Chị Nguyên Trần ok trước 1 năm. Còn chị khách nào mình đặt hàng đỡ ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được ha. Chị Quỳnh Nga ok chốt luôn 1 năm kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em xem ngay trong bài live stream ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Ở đâu mà mình chốt được một cái em đồng mà đồng cổ vét nè, đồng trung niên nè đó, mà công sở nữa chỉ có 199.000 đồng các chị, chỉ có duy nhất 36 em thôi nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm. Và cái tông màu này là màu nâu sô cô la, nhiều chị khác còn gọi là màu nâu cacao á các chị, màu mặt siêu tôn da luôn ha. Đó, và cái form dáng đồng thì cực kỳ tôn dáng người mặt luôn. Ngay bây giờ cái gì mình thích thì mình nhanh chóng lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1515. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. 1515 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, đang có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm. Chị khách nào đặt hàng nhanh á em đảm bảo là có đơn cho mình đó nha. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm á là nó sẽ hết hàng đó, cố gắng nhanh tay đặt hàng sớm thì giùm em tư vấn và chưa hàng. Chị Châu Hồ ok chốt đơn hàng luôn ạ. Chị Anh Thơ có đơn 1515. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chưa hàng. Chị Kim Huyền 1515 ok có đơn luôn ạ. Đồng xinh quá ha các chị. Đồng vừa xinh nè, giá lại vừa rẻ cho mình nữa. Trời ơi, sale rẻ quá trời quá đất luôn. Mình không nhanh tay đặt hàng nó hết, rất là uổng luôn nè. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1515. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chưa hàng. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? Hôm nay sale rẻ cho mình luôn ha, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay thôi. Mã số sản phẩm là 1515. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. Nhanh tay thì còn hàng nha các chị, còn chậm tay quá nó hết hàng rất là uổng luôn ạ. Mã số sản phẩm là 1515 và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng chờ sale nha cả nhà mình. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi ạ. Còn màu khác không sắp dạ, một màu duy nhất nha chị Hằng Quỳnh ok chốt 1515 luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số với xin hỏi chị Hạnh Đàn có đơn hàng, chị Hoài Thanh ok chốt 1515 nè. Trời ơi, đầm xinh quá, đầm vừa xinh nè, giá lại vừa rẻ nữa. Trời ơi, còn cái gì chịu nổi nè, đi chơi đi tiệc được, đi làm công sở và học văn phòng cũng được luôn nha. Và lâu lâu thì em mới có một đợt sale như thế này chứ không phải lúc nào cũng có sale đâu ạ. Nhiều khi bây giờ này mình thấy còn hàng còn sai chứ ngày mai ngày mốt quay lại thì hên xui nha. Ngày mai ngày mốt quay lại hết hàng lẻ sai thì sợ là rất là uổng. Chị Phùng Thị Minh Ngọc ok chốt 1515 luôn ạ. Đường mấy mũi chỉ đẹp ha các chị. Vai hơi phồng một chút xíu nè, em mang cho mình vai phồng mà không sợ bị chật bắp tay luôn. Đầm hơi bị xinh luôn ạ. 1525 này cả nhà ơi, đầm này cổ vuông nhỏ vừa phải nha, tay ngắn chén đầm chữ A cho cả nhà mình nè. Chân mới xếp ly hai bên phía trước và kể cả xếp ly hai bên phía sau cho mình luôn, xinh ha các chị. Cao khóa kéo nằm đằng sau lưng. Váy này em mang một lớp kèm hai túi, cầm mấy 65 đầm này mặc dài ngang nửa bắp chân nha. Thích mặc kén dài để dài dài, không thích mặc kén dài lôi lai cho em. Nền vải sẽ là màu đen và có phối cho cả nhà mình hoa 3D trải đều trên nền vải. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1525. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Rồi em váy này ngày hôm em sẽ xe đặc biệt luôn, chỉ còn có giá tiền là 269.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chất liệu vải lụa mango cao cấp nha các chị, coi dạng nhẹ nhàng hai chiều nè. Mấy đợt thì em về cho mình cũng khá là nhiều lụa mango á các chị, nhưng mà những cái đợt gần đây thì em về cho mình á thì có vài mẫu mango cho mình thôi. Đợt này thì em về cho mình đúng một mẫu mango này, dáng chữ A nha, đơn giản dễ mặc, cả nhìn thích đầm lưới nè, đầm ren, đầm nơ em đều có hết, đầm tầng tầng lớp lớp có luôn cho mình. Nhưng mà mình kiếm những cái mẫu đầm mà đơn giản như thế này thì hơi bị hiếm luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1525. Các chị mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Chỉ cần bình luận phía dưới mã số sản phẩm là 1525 nè, và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Chị Bùi Thanh Tâm có đơn hàng luôn ạ. 1525 kèm số điện thoại cho em. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 269.000 đồng thôi. Váy siêu mềm, mặc rất là mát, coi dạy nhẹ nhàng hai chiều, cao mét 65, đầm này mặc càng ngang nổi bắp chân của em ha. Thích mặc dài để dài dài, không thích mặc dáng dài lên lay cắt ngắn
cho em được luôn mà không hề sợ bị mất form nào gì hết. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh ấy, em đảm bảo là có đơn cho mình nè. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chồng qua nó hết hàng uổng nha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, nhanh tay lên đơn sớm nha. Chị Trịnh Nguyễn ok có đơn hàng, chị Hà Nguyễn CM ok chốt đơn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Chị Thanh Trần ok chốt 1525 luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nè. Cái chị mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo là có đơn hàng cho mình đó nha. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm thì sao ạ? Nó hết hàng nè, chân máy xếp ly nè các chị ạ. Nó xếp ly hai bên phía trước, xếp ly hai bên phía sau nha. Mặc lên vừa gọn bụng nè, đó và nhìn vòng ba của mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn nha. Chị Tố Trinh nè, chị Ngọc Mến có size L không shop có chứ chị ạ. Em đang có cho mình đầy đủ 4 size luôn. Em có cho cạnh mình size M, size L, XL và là cả hai XL 40kg cho tới 65-66kg, mình mặc đẹp thoải mái nha. Dáng này hơi vệ sinh đó các chị, thấy đơn giản vậy thôi chứ không phải lúc nào cũng có đâu. Cổ vuông này thì nó nhỏ nhỏ vừa mặc nha chị, các em đang mặc trên người cái size M. Đó, em có cho mình size L, XL và là 2XL nữa, size lớn hơn nhưng mà cái cổ của nó cũng tầm như đây à, chứ nó không có lớn hơn bao nhiêu đâu. Cho mình yên tâm nha, mà cổ vuông nhưng mà không có sợ bị hở hay là bị trễ vào cái phần cổ. Chỉ có giá bao nhiêu ạ? 269.000 đồng thôi. Thế vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 399.000 đồng thì trong bài live stream ngày hôm nay, các chị mình chỉ cần chia sẻ live stream cho shop 3 lượt thôi là được. Mình chia sẻ lên tường nhà, mình chia sẻ vào nhóm và đều với chế độ công khai ha. Em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 269.000 đồng thôi ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. 1525 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài với các chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, sale rẻ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? Sale rẻ chỉ còn có giá tiền là 269.000 đồng thôi ạ. Chị Xuân Phan nè, size M có đơn hàng cho chị Xuân Phan luôn nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551 này các chị ơi, dáng dài ha, xinh chưa? Đầm này là maxi nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Chị còn có giá tiền là 249.000 đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn ạ. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1551 này các chị ạ. Vậy phone hàng nha, dáng maxi dài như thế này, cao 1m65, đầm này mặc dài gần tới cổ chân em. Thích mặc dáng dài mình cứ để dài dài như vậy mình mặc nè. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form nằm luôn ha. Nhanh tay lên đơn sớm thì dùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị, xin giả mang luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551 nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ạ. Xin quá trời. Chị Thúy Đặng ok có đơn hàng, chị Phương ok chốt đơn
1551 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng tầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1551 ạ. Xin hai cái chị von hàng cao cấp cho mình nè, nhánh eo giấy nọc phông xòe dài, tay dài cho cả cho mình luôn, cổ tay nè, bao thun co giãn siêu nhiều cho mình. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1551. Đầm em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1551 ha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Chị Nguyễn Thị lên ok có đơn hàng, chị Thanh Trúc ok chốt 1551 luôn nha. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, mã số với số điện thoại cho em là được ha. Chị Phương Vi ok có đơn hàng, chị Linh Từ ok chốt đơn 1551 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, mã số sản phẩm 1551 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Giá chỉ có là 249.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn nè. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha. 49kg mình mặc cho em xem M là vừa nha chị. Đó, dáng đầm nè, xòe dài tự nhiên xinh chưa. K65 đầm này em mặc dài gần tới cổ chân ha. Thích mặc dáng dài để dài dài, không thích mặc dáng dài thì mình có thể lên like cắt ngắn, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. 48kg mình mặc cho em xem M là vừa nha. 55kg mình đo vòng em với chị. Nếu như em dưới 75 mình mặc cho em size L, em trên 75 mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm ha. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mã số với số điện thoại cho em là được. Chị Lê Ngọc Quý ok có đơn, chị Hà Giang ok chốt 1551 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1551 kèm số điện thoại, đầm em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1551. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi, sale rẻ cho mình luôn. Chị còn có giá tiền là 249.000 đồng, quá xuất sắc luôn ạ. Giảm một màu duy nhất thôi à chị ạ. 1558 nằm dự tiệc này cả nhà ơi, rất là sang luôn nha. Nằm thiết kế sẽ là cổ tròn ở cả nhà mình tay lỡ. Form dáng nọc đơn giản và cực kỳ dễ mặc cho chị em mình luôn. Cái tông màu xanh đen là cái tông màu cơ bản nha. Da trắng mà gẹp da ngâm nhìn lên cũng ok luôn, màu này dễ mặc lắm luôn á. Rồi phần tay thì em sẽ may cho mình một lớp tạo hiệu ứng nha các chị, nhìn rất là bắt mắt luôn ha. Còn cái họa tiết nè, cả nhà nhìn dùm em cái họa tiết nè, nó đẹp mê chưa. Đó, xuất sắc ha. Cái vải này là các chị giặt tay giặt máy được nha, không có sợ bị bong tróc hay là không có sợ bị tưa vải đâu. Cỡ tròn cái mình trong phần thân váy thì em sẽ có lót kỳ lưỡng cho mình luôn, hai lớp kèm luôn cả hai túi có khoa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1558 ạ. Chị còn có giá tiền bao nhiêu nè? 349.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1558. Biết tên gì chưa? Tiền điện thôi. Điện lực. Trên mạng á. Biết tháng này em bao nhiêu không? 1 triệu. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1558. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Chị Tố Mỹ Duyên ok có đơn hàng, chị Hoàng Vy ok chốt đơn luôn 1558 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số sản phẩm là 1558 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh á em đảm bảo có đơn hàng cho mình nè. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ha. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1558. Đầm đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1558 nha các chị. Giá chỉ có là 349.000 đồng. Em đang có cho các chị mình đầy đủ 4 size, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg nè. Eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. 1558, giá chỉ có 349.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng nha. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chúc ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Rồi mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm thì giúp em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là
1558 nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1558 nha. Chị khách là mình đặt hàng nhưng bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1558 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Chúc ngay trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị khách nào đặt hàng nhanh á em đảm bảo có đơn hàng nè. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1558. Chị khách nào mình đặt hàng nhưng bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Giá chỉ có là 349.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi ạ. À, chị em mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chúc ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn luôn. Giá chỉ có là 349.000 đồng thôi ạ. Dạ, giao hàng tận nhà chị ơi. Và khi chị mình nhận được hàng tại nhà, mình được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Chị Thanh Xuân 49 kg mình mặc cho em xem M sẽ vừa nha chị.